Đây là G Nino, thành viên của Nino Team, trưởng thành viên. Sao chú hay coi chứ người ta? Ủa này này coi cái livestream Khanh nó lên vô lên đi. Đây là anh G Nino. Trời ơi, dưới nó chạy kiểu gì trời? Bái thằng gì chạy ngang thấy gung quá ta. Hello tất cả các bạn. Còn gì bóc đẹp dữ trời. Cái này mà nó dài tí xíu nữa à. Mình vô cua luôn. Lát bây giờ mình vô cua luôn. Rồi vô cua luôn rồi. Không, nếu không bây giờ hồi đó anh bóc cái mấy cái này nè, rồi vừa đó xuống anh chặt cua đó luôn, anh chạy gối luôn. Lột cạn á. Ủa má thằng kia nó chạy vô thấy ghê quá ta. Đây là anh Duy Nino, hiện tại đang bán xe mô tô hot nhất Việt Nam luôn. Cái việc đó là dài lắm. Dẹp gió đi. Đây là ngon lắm rồi. Là gung. Đây đây tới anh Khanh shipper nha. Đây anh Khanh shipper lâu lâu bóp đầu lại. Alo. Alo. Hả? Tại phải có máu là được. Hả? Cái gì? Con gì? Đồ, cái ở đây nó mất sóng hay sao á, không có nghe được anh ơi. Để chút xíu cho em gọi cho. Đó, anh Khanh shipper lâu lâu quất lại nha. Lên liền chứ đừng nói nhiều, lên là lên liền. Tại thấy đều đi, nếu mà khỏi là chạy hoài luôn. Chưa đá số 1 mà, chưa đá số 2 mà. Nhỏ này tập xe là bị chung hay quá hả? Tay gì nữa. Đụt má hay trong tay nãy chạy đụt má. Chạy sợ đụt má vô luôn. Đụt má. Tưởng anh cuộc khốc rồi chứ. Không thấy, anh đâu thấy đâu, anh gần xuống rồi thấy đụt mà chết mẹ. Nè. Đây anh Khanh xếp bờ quất nha. Con chó luôn à. Bắt đầu qua chó luôn. Để, con chó gặp biểu diễn thôi. Ủa con chó nó khè, nó khì ăn canh kìa. Chạy. Ủa nó có xe bồn đó nha. Canh xe bồn nha. Xe bồn ra vô á. Lấy thế nè, đi thẳng qua đường này nè.
hết đường đủ má. Hết đường rồi, chút xíu nó lên đường rồi. Anh Khanh Super đang bắt đầu nha anh em. Đó, lâu quá không á chứ. Mà cảnh nó đá số luôn ha. Đá số luôn. Đá qua số 2 nó mượt hơn. Rồi hai quý vị khán giả này sao không ra tập dợp gì đi đứng coi hoài vậy? Từ gì tối tới nơi. Tối tập tối mà. Rồi con chó băng qua là không thấy đường đâu nha. Dùng bên này mình có chỗ này tập bắt đầu này ngon á. Cái này có đèn của cả gói cũng ngon nữa, đường này ngon nè. Không có đèn. Không có đèn, mình ngồi nó không có đèn. Rồi. Cho mấy người xem rồi. Nhớ rồi nghĩ nghĩ vậy. Rồi không chơi nón luôn, bỏ nón luôn. Rồi không chơi nón luôn nha quý vị khán giả. Thấy không, anh Khánh không đổi nón nữa, anh Di mà không chơi nói. Anh Di em giữ. Nghe bên. Anh Di em giữ hả? Chúc anh chị em cởi áo luôn. Ok ok. Chúc anh chị cởi áo luôn, bọn quần xỏ rồi à. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Giở tay chạy vô ghế để giữ đường. Chưa quen. À phát ra quốc nữa em. Ra quốc kìa. Phát xuất bà chạc. Đâu nghe nó thấy mà đụng mày quay. Đây anh Khanh Super nha, quay quất lên nhẹ dữ trời. Anh Khanh lên nhẹ quá ha. Búng cái là lên, búng cái là lên. Cái gì? Quay đi. Đại sâu hả? À? Bóp thử coi. Đây sâu dính gà nha, không được đâu. Dính gà hả? Dính gà. Thử đi. Thử đi. Cái dây xanh anh. Xe này mạnh nữa. Tại sao không? Chưa đủ độ cao. Để cao xíu rồi mình mới lấy. Anh Khanh và anh Di dài ra chạy bắt đầu solo nha. Vô anh Di, vô xe xe lên xe. Nón luôn nha. Tới anh Di nha. Di Nino nha. Trời ơi. Anh Di Nino nha. Anh Di Nino dạ, anh Khanh Super nha. Thank you.
gì vậy anh Khanh? Đây, ba chiếc xe nha. Chết mẹ. Anh Khanh qua bên trên tiếp rồi. Anh Khanh, anh Khanh đang chạy xe mình nha. Có ai gọi anh á? Dạ. Chưa có quen, chưa có cần được nhiều, cao xíu thôi.